Hôm nay con cháu chúng ta về hội nghị khách hàng tại miền quê xứ Nghệ đó, dành thời gian và tình cảm cùng quân hoàng cầu làng xe. Chúng ta đổ ôm lại 16:30 ngày 10/1/2015. Hiện nay là Đăng Bình đang ở tại nhà nội của bác tại làng Kim Thiên ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và đây là hình ảnh ngôi nhà nơi cha mẹ của bác Hồ đã sinh ra. Đây là cái cảnh cái vườn cây cam và những cái cây chân ở trong vườn của bác. Và bây giờ mọi người chắc là muốn biết là cái phía sau. Và bây giờ là bên sẽ quay cái cảnh phía sau nhà của bác. Đây là cận nhà của bác Hồ nhìn ở phía sau. Ở phía sau đứng ra vai thì vai mọi người đi xem cả. Lúc này thì có hàng trăm người vẫn đang tham quan ở nhà của bác. Ở phía sau thì có một cái hàng cao. Đây là toàn cảnh kia, cái nhà của bác Hồ ở làng Sen nhìn ở phía sau, nhà trên vất nữa. Tôi muốn ghi một cái hình ở phía sau này. Quay cho anh cái hình có phía sau của anh. Nói đi. Anh cứ đi đi. Vui xuân xe vẫn xuống.